quý vị, nhiều tổ chức cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để trao tặng những phần quà và tấm lòng của mình nhằm phần nào san sẻ khó khăn mà người dân miền Trung gặp phải do bão số 4 gây ra. Tham dự chương trình có đồng chí Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Chứng kiến những tổn thất mà cơn bão số 4 Noru đã gây ảnh hưởng cho bà con nhân dân các tỉnh miền Trung, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị đầu tiên tại thành phố đã nhanh chóng có hành động thiết thực để san sẻ với những khó khăn này. Tổng ty chúng tôi thì cũng vận động cán bộ viên để ủng hộ cái tiền lương, ngày lương của mình để mà tham gia vào cái việc mà thực hiện cái trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng như là cùng với thành phố thực hiện cái nghĩa tình của nhân dân thành phố. Đó là đùm lá rách nên chúng tôi là quyết định gửi số thực phẩm để giúp đỡ đồng bào qua cái cơn bão lụt này. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng của nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp thành phố đã kịp thời có nghĩa cử hướng về miền Trung ruột thịt. Trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm nhiều chương trình hoạt động thiết thực chia sẻ với người dân miền Trung để bà con vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại hậu quả do thiên tai gây ra.